Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hùng Phong đến từ Coi 68. Chắc là các bạn cũng đã quen mặt mình rồi. Thì chắc là mình sẽ skip vào cái phần giới thiệu nhanh luôn để bắt đầu với chắc là một trong những câu chuyện dài nhất mà chúng ta sẽ nói trong DeFi Discussion ha. Xin chào vị khách mời của ngày hôm nay. Xin chào Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em, xin chào Phong. Thì thôi thì chắc cũng không dài dòng nữa, thì chắc là nhường cái phần giới thiệu về chủ đề tuần này. Một cái tuần mà mình nghĩ là nó khá là điên rồ với thị trường crypto nói chung. Và thôi thì chắc là để Phong sẽ nói về cái chủ đề hôm nay ha. Yeah, nếu như mà vì một sự kiện nào đấy mà các bạn không thể online được từ cuối tuần trước tới cuối tuần này, tức là trong khoảng 5 ngày vừa qua thôi, thì chúng ta đã có đầu tiên là chỉ là lúc đầu nó chỉ là một cái phút thôi, là Binance sẽ dọa bán token FTT. Nhưng mà các bạn biết hiệu ứng cánh bướm không? Chỉ một cái phẩy tay nhẹ như vậy của Binance thôi, nó kéo theo hàng loạt những cái sự kiện mà đỉnh điểm là đến lúc mà bọn mình thu cái podcast này thì sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới về khối lượng giao dịch spot và giao dịch phái sinh và spot cộng lại là FTX đã phải tuyên bố phá sản. Kèm theo đó là tiền của rất nhiều người dùng cũng như quỹ đầu tư bị kẹt lại trên sàn và không thể rút được. Và cập nhật mới nhất là mọi người đã phát hiện ra một cái lỗ hổng, một cái backdoor được tạo ra một cách có chủ đích để gian lận người dùng, và cũng như là số tiền của sàn đang được chuyển đi mà không ai biết là chuyển đi đâu cả. Đấy chỉ là một cái tóm tắt cực kỳ ngắn gọn cho một tuần có thể nói là tệ nhất trong lịch sử phát triển 13 năm của thị trường tiền điện tử. Khi mà một con người có thể xem là có uy tín nhất, một người được xem là có trong tay tất cả mọi thứ, vừa có tiền, vừa có khách hàng, vừa có hệ sinh thái, vừa có sản phẩm, nhưng mà cuối cùng lại là người gọi như nào Nguyên nhỉ, đáng trách nhất à, đáng trách nhất của thị trường à? Thực ra thì nói đi cũng phải nói lại thôi, tức là dù gì thì chúng ta cũng sẽ phải nhìn lại những cái quyết định của mình trong thời gian vừa qua, và cũng như là kiểu như là phải rút ra được những cái ghi chú cho thời gian tới. Thì nếu như mà chúng ta nói là Sam ông chủ của FTX có đáng trách hay không, và cái này nó có gọi là một cái cảm xúc bị phản bội hay không, thì mình nghĩ là không thể ban được, đúng không? Mọi thứ nó bây giờ thông tin nó đang được public liên tục và nó quá rõ ràng. Nhưng mà dù gì thì chúng ta cũng nên gọi là nhìn lại và có những cái nốt cho bản thân mỗi người thôi. Thì đó cũng thì chắc đó cũng là cái lý do mà bọn mình làm cái tập podcast hôm nay. Tại vì tập podcast hôm nay nó không mang tính chất là grave dance, tức là bọn mình hay dùng cái từ grave dance là kiểu như là khi mà người ta ngã ngựa thì mình chù dập rồi các thứ. Nhưng mà mình chù dập, nhưng mà cái tập hôm nay thì nó mang tính chất là reflect nhiều hơn, và nó sẽ là những cái sâu chuỗi những cái thông tin mà bọn mình thu thập được trong một tuần vừa qua, và có lẽ là một tuần điên khùng nhất của thị trường như Phong nói hồi đầu podcast. Một tuần tồi tệ. Nhưng mà thực ra thì bọn mình cũng không có nguồn tin nội bộ gì hết, bọn mình chỉ là follow cái này sát sao hơn. Và tất cả mọi thứ thì chủ yếu là bọn mình cũng chỉ biết qua Twitter khi mà các cộng đồng nước ngoài nói thôi. Nhưng mà ở đâu đấy thì do từ cái kinh nghiệm của khi mà bọn mình làm Coi 68 thì cũng có sâu chuỗi ra được những cái sự kiện. Thế là các bạn, nếu mà các bạn có follow thì cái phần của FTX, và nói là cái tập thể FTX, tất cả những cái gì mà Sam cầm thì nó bao gồm ba cái entity lớn, đúng không? Ba cái thực thể lớn là FTX Global, FTX US và Alameda Research. Thì cả ba cái đấy nó trong cái thời kỳ đỉnh cao thì nó được định giá là khoảng 40 tỷ đô. Nhưng mà chắc là sẽ hình nhờ Nguyên là tóm tắt cái hành trình mà làm sao mà cái đế chế đấy trong vòng 2 ngày thôi. Thực ra nói đi thì nó chỉ khoảng 2 ngày thôi, nó đã sụp đổ ngay lập tức. Lúc khi nào thì cái hòm tuyết nó bắt đầu lăn?
Mình nghĩ chắc là từ lúc mà Luna bùng nổ ra thì cái hòn tuyết nó đã bắt đầu nó hình thành rồi. Nên là thời điểm đó thì Luna thì cũng sập, thì anh em cũng biết rồi. Sau đó nó kéo theo 3C. Thì bản thân Alameda ở thời điểm đó nhiều người cũng cũng rất là chú ý đến cái hành động của Alameda ở thời điểm đó. Đó là cái hành động mà rút STTH á, ra khỏi pool á, và nó gián tiếp dẫn đến cái sự sụp đổ của 3C. Thì ở thời điểm đó nó kéo theo rất nhiều các cái dự án, ví dụ như là BlockFi và Voyager. Thì những dự án này thì bị ảnh hưởng bởi cái đợt phá sản của 3C. Và bản thân Alameda cũng như là FTX thì họ cũng đã có những cái thương vụ để gọi là cứu những cái lending này. Và có rất nhiều các cái giả thuyết khác nhau, nhưng mà mình sẽ không đi sâu vào cái lý do của cái hành động mà cứu hai cái tổ chức này. Thì tại vì nó, mình nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin ẩn bên trong, mà kể cả bọn mình thực ra thì cũng suy đoán thôi chứ cũng không dám chắc, nên là mình cũng không nói sâu về cái vấn đề đó. Thì việc mà đi cứu hai cái dự án này á, thì nó cũng phần nào đã ảnh hưởng đến cái khả năng cái sức khỏe tài chính của hai cái tổ chức là Alameda và FTX. Và đỉnh điểm á, là đỉnh điểm của cái chuỗi hiệu ứng này thì chắc là nhiều anh em theo dõi thì cũng biết rồi, đó là Alameda họ thế chấp tài sản dưới dạng là FTT cho FTX, và FTX thì dùng cái tài sản của người dùng cho vay và cho chính Alameda vay. Thì bản thân cái này nó cũng giống với lại cái câu chuyện của Luna với UST thôi, tức là nếu như mà cái lượng Luna nó vẫn ổn định thì cái lượng UST ở ngoài thị trường nó vẫn được bảo chứng một cách êm đẹp, đúng không? Nhưng mà khi mà Luna nó đâm rất là mạnh thì các cái khoản vay dưới dạng UST thì nó sẽ trở thành nợ xấu. Và cái trường hợp của FTX với lại Alameda thì nó cũng như vậy thôi, tức là khi mà FTT nó đâm mạnh á, thì bạn thân cái việc mà CZ tweet liên quan đến FTT thì mình nghĩ nó chỉ là một cái mồi lửa thôi. Đó thì cái kho xăng nó đã tích tụ rất lâu rồi, và như Phong nói thì cái hòn tuyết nó đã lớn rồi. Thì khi mà FTT nó đâm á, thì về bản chất á, nếu như mà người dùng đến và đòi lại tiền của họ từ FTX, thì nếu FTT nó đủ cái lượng giá trị mà đủ để FTX họ có thể bán đi và họ trả lại người dùng á, thì chắc là họ sẽ bịt lại được cái lỗ hổng này. Nhưng mà vì FTT nó đâm quá mạnh và nó khiến cho cái khoản nợ của Alameda nó trở thành một cái khoản nợ xấu, và những cái sự cố liên tục sau đó, ví dụ như là người dùng họ hoảng sợ quá mà họ rút tiền liên tục, thì nó làm trầm trọng thêm cái hành động này. Thì đó là lý do mà chúng ta có cái từ bank run, đúng không? Bank run là để mô tả chính xác nhất cái này. Những cái hành vi như vậy thì mình nghĩ là nó thực sự là những cái điểm nghẽn của thị trường crypto với các cái sàn CX, bởi vì không ai biết họ làm gì với tiền của người dùng cả. Nên là thực ra thì khi mà nói đến câu chuyện này, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được cái phát súng đầu tiên, đúng không? Khi mà người có thể nói là người quyền lực nhất thị trường tiền mã hóa thì là CZ đã lên tiếng. Là thực ra thì mình vẫn nhớ là khi mà ở trên Twitter á, mình có follow một cái account, thì ngày 2 tháng 11 á, thì người ta bắt đầu xem một cái thông tin là lúc đấy Coindesk là tờ báo đầu tiên đặt ra cái nghi vấn về cái lượng thế chấp của FTT giữa FTX và Alameda. Thì xong rồi ông nói một câu là để xem coi là một tuần sau thì sẽ update như nào. Thì 4 ngày sau là ngày 6 tháng 11, thì bắt đầu CS bắt đầu bảo là thì dựa trên những thông tin mà ông có và team của ông có thì sẽ bắt đầu bán FTT ra. Và đó là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ, đúng không? Khi mà lúc đấy mình vẫn nhớ. Thực ra nó chỉ là mồi lửa thôi. Giống như mình nói nãy là nó giống là một cái phát súng, một cái mồi lửa, để chứ còn
cái nguyên nhân sâu xa thì nó đã tích tụ từ rất lâu rồi, nên là cũng không thể gọi là nói là bảo CG chơi xấu hoặc là cái gì đó, thì cái đó nó cũng không hợp lý lắm. Tức là Thực ra thì, nhưng mà khi mà nói đến CG và Sam á, thì trước cái vụ này á, thì mọi người vẫn sẽ nhớ là cái bất đồng lớn nhất của hai người đấy là cái việc mà acquire tại các công ty cho thị trường crypto, đúng không? Đúng rồi, thì đúng CZ rồi. Bảo là có những công ty không xứng đáng được cứu, những công ty mà làm ăn mà gọi là không có mô hình kinh doanh hiệu quả thì không nên được cứu. Và cái ý thứ hai á mà ông bảo á, là không phải là cứ vung tiền cho quảng cáo là tốt. Mình vẫn nhớ CZ còn nói một câu mà mình vẫn nhớ đến tận bây giờ, đó là cái việc mà từ chối đặt tên cho một sân vận động á, là một từ chối cái việc đấy không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà ông vẫn từ chối. Trong khi đó Sam làm tất cả mọi thứ ngược lại. Sam vung tiền ra mua tất cả những công ty có thể từ cái vụ ảnh hưởng của Luna, và nhận tất cả những cái deal tài trợ có thể, đặt tên cho sân vận động, mua lại đội tuyển eSports, rồi tài trợ tất cả mọi thứ. Hai cái cách đấy giống như là mình cứ hình dung là nó là một cái bàn cờ thế á, thì hai người đã có thời gian vài tháng để mà xét ra cái thế cờ của mình rồi, nhưng mà chỉ có 4 ngày thôi thì ai chơi cờ hay hơn thì mọi người đều thấy rồi, đúng không? Nhưng mà thì... tại sao khi mà cái tình hình tài chính của, tức là Sam lên giải thích với mọi người á, là ở tại vì bọn tôi dán nhãn sai cái tài khoản ngân hàng nên là mới bị như này, nhưng mà chắc chắn không bao giờ có chuyện đấy. Đấy là chỉ là một cái lời giải thích mà cho một đứa con nít thôi. Nhưng mà tại sao khi mà cái tình hình tài chính bi đát như vậy rồi, sao mình phải vung tiền ra để mua lại những cái công ty khác? Thực ra thì cái này mình có theo dõi một vài cái tweet liên quan giữa hai cái KOL này, và cái nhận định này á, thì mình nghĩ nó liên quan đến cái vấn đề thị trường Mỹ thôi. Nhưng mà giống như hồi nãy mình có chia sẻ trong cái việc là Sam với lại Voyager và BlockFi á, thì cái câu chuyện nó sẽ rất nhiều ẩn khúc, nhưng mà mình chỉ có thể gọi là brief lại một cách chung nhất, thì đó là những cái cuộc chiến xoay quanh thị trường Mỹ và cuộc chiến pháp lý thôi. Tại vì trước đó thì Sam, anh em có thấy là một cái tweet mà nó hơi công kích CG một xíu, nó liên quan đến câu chuyện là Sam bảo là ok, CG có được quyền tới DC, có được quyền tới tới thủ đô của Mỹ không ấy, thì nó kiểu như là nó đã gọi là nó define ra một cái battlefield, tức là một cái chiến trường giữa hai cái cá nhân này. Và câu chuyện nó sẽ xoay quanh thị trường Mỹ và cái vấn đề pháp lý. Thì có thể là như vậy. Và bản thân Sam á, trong một tuần trước cái thảm họa này á, thì Sam cũng nói rất nhiều đến câu chuyện là cái chiến trường giữa hai cá nhân này, và đặc biệt là những cái tổ chức đứng sau lưng họ, thì nó xoay quanh cái câu chuyện là pháp lý và thị trường Mỹ. Thì bản thân của Sam á, trước cái thảm họa mà của FTX và Alameda, thì cũng đã tham gia rất là nhiều cái podcast và nhiều cái buổi phỏng vấn chia sẻ về cái vấn đề là liệu sẽ gọi là quản lý thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto như thế nào. Và có vẻ như là Sam đang quan tâm đến cái khía cạnh đó, cho nên là những cái hoạt động mà gần đây, thì dù chắc là Phong nãy có nói là tại sao phải như vậy, thì chắc là họ cũng muốn là định hướng là dominate cái thị trường Mỹ, một cái thị trường nó cũng rất là lớn trong cái ngành crypto này. Thì thì có thể brief như vậy thôi, chứ mình cũng không thể đào sâu quá vào những cái chi tiết, tại vì như mình nói hồi nãy thì có thể có nhiều điều chúng ta không rõ, tại vì chúng ta chỉ là có những cái info từ Twitter, từ những cái dòng tweet của chính những người này họ nói với nhau thôi, còn phía sau hậu trường thì chúng ta không thể nói được. FTX á, nhìn từ ngoài vào á, thì thực ra để nói lúc này mình lại nhớ đến một cái câu mà ai cũng like it trên khi người ta scam á. Thực ra thì trước đây nhìn vào FTX á, thì mọi người đều khá là ngưỡng mộ, dù gì thì cũng rất là ngưỡng mộ, là một sàn giao dịch lớn rồi, có quan hệ rồi, vung tiền rồi, có sản phẩm này kia, xong rồi thậm chí là còn là một
đơn vị chống lưng không chính thức, thực ra ai cũng biết thôi, cho hệ Solana, cái hệ sinh thái trong top 5 thị trường. Nhưng mà đến khi mà tất cả mọi người, khi mà tất cả mọi thứ nó vỡ lở ra, mọi người nhìn vào bên trong thì cái bộ máy của FTX thực ra là nó là một câu chuyện, nó rất là messy, nó rất là lộn xộn. Theo như lời của những nhân viên của FTX, tất cả những thông tin mà họ biết cùng lúc với tất cả chúng ta thông qua Twitter, tất cả mọi hoạt động của FTX được Sam cùng với lại vài người thân tín của mình xử lý hết tất cả những cái đấy. Và như mình nói lúc đầu thì mọi người bắt đầu đào ra là FTX có một cái backdoor được làm từ rất lâu rồi, được chuẩn bị từ trước, là không phải bây giờ mới có. Thông qua cái backdoor đấy thì Sam và cái team thân tín của Sam đã bắt đầu bỏ rút tiền của người dùng rồi. Thì mọi người cứ hình dung là mọi người chuyển tiền lên sàn, đúng không, là mọi người đép tiền vào cái ví của sàn. Xong rồi ở trên giao diện của ứng dụng thì nó sẽ hiện lên cái con số tương ứng. Nhưng mà sau đấy rồi thì sàn cầm tiền đi đâu thì mình không biết được. Đó là một điều cấm kỵ của cái câu chuyện này, mà Sam đã violate cái chuyện đấy rất là thẳng thừng. Và thực ra thì nó là một cái câu chuyện mà cũng không phải là mới đây đâu, tức là cái trend mà cái phong trào mà not your key not your coin thì nó có từ rất lâu rồi. Nhưng mà tức là mọi người thì vẫn cứ nghĩ là chắc sẽ không sao đâu, và sẽ không có một cái thiên nga đen nào cả. Nhưng mà thực ra thì tuần vừa rồi là một con thiên nga đen, phải nói là to, cực kỳ to, đúng không? Và con đà điểu đen. thì bác lại cái câu chuyện của CX á, thì trong tuần qua thì các cái sàn CX thì họ cũng phải gọi là liên tục trấn an người dùng, họ làm rất nhiều cách, đúng không? Lên công bố các cái ví có tài sản như thế nào và minh bạch hóa cái thông tin đó. Nhưng mà với vai trò là người dùng thì mình nghĩ là mọi người cũng nên chú ý đến cái risk của nó, cũng như là tự có những cái kế hoạch để bảo vệ bản thân mình thôi. Tại vì đã nói là Black Swan mà, đúng không, thì không ai mà gọi là có thể mà dự đoán được 100% một cái sự kiện mà nó có thể bùng nổ lên như thế này. Và mọi thứ nó rất là fancy ở bên ngoài, nhưng mà khi mà nó vỡ lở ra thì nó mới gọi là rất là nhiều các cái thông tin mà phía sau hậu trường nó mới xuất hiện. Thì đến lúc đó thì toang hết rồi, tức là mọi thứ nó đã gọi là không thể cứu vãn được nữa rồi. Thì bản thân những người dùng, những retail investor, không kể đến các cái quỹ đầu tư lớn nha, các cái dự án lớn thì họ cũng đã mất tiền rồi, nhưng mà bản thân những người dùng, những người mà để tiền ở trên những cái sàn này, khi mà họ mất thì cái thiệt hại nó khó đong đếm lắm. Nên là chốt lại thì vẫn nên gọi là manage cái risk của mỗi cá nhân. Nhưng mà thực ra thì sau cái sự kiện này thì mình cũng rất là băn khoăn là mọi người còn niềm tin để ở lại thị trường này nữa không. Thị trường năm 2022 chắc là một năm tồi tệ nhất của thị trường crypto, khi mà không chỉ 1, không chỉ 2, không chỉ 3 mà 4 năm cái sự kiện liên tiếp xảy ra. Mà cái nguyên do của cái sự kiện, những cái sự kiện như Luna, như 3C hay như FTX là gì? Nó không phải là lỗi của blockchain, nó không phải là lỗi của crypto, mà là do cái lòng tham của người ta, đúng không? Chính cái việc mà tham lợi nhuận nó đã đẩy người ta đến những cái, người ta take risk, người ta take quá nhiều risk đi. Và chính người dùng nhỏ lẻ, người nhà đầu tư hay là những người mà mới tham gia thị trường là người phải nhận cái rủi ro đấy về phía mình. Thực ra mình nghĩ là sau cái việc này thì chắc là cũng phải mất vài năm, nhanh thì cũng phải vài năm thì public mới có lại, không biết là có thể có lại được niềm tin với thị trường hay không nữa. Thực ra thì mình thấy thế này, nó cũng là cái, chắc là anh em theo dõi DeFi Discussion thì cũng biết là bọn mình nói khá là nhiều đến cái tính chu kỳ á. Thì dạo gần đây thì mình cũng có nghiên cứu một xíu về cái vấn đề liên quan đến chu kỳ nợ. Thì
chu kỳ nợ thì bản thân nó cũng chỉ là tín dụng thôi, tức là những cái đòn bẩy mà anh em thấy trong thị trường thì nó là tín dụng thôi. Thì bản thân mình dạo này cũng có nghiên cứu về những cái chu kỳ này thì cũng mới thôi, nên là cũng thấy nó thú vị thì mình chia sẻ, chứ cũng không phải là gọi là gọi là bài giảng hay là cái gì cả. Thì mình thấy nó thú vị thì mình chia sẻ, tại vì sẵn nó cũng liên quan đến câu chuyện hôm nay. Thì với cái việc mà những cái công ty rồi những cái dự án rồi những cái sàn giao dịch quỹ đầu tư nó sụp đổ, thì về cơ bản nó chỉ là một cái những cái dấu hiệu của một cái chu kỳ nợ nó đang được gọi là xóa đi những cái chu kỳ nợ cũ, và nó giảm cái mức tín dụng tồn tại trong thị trường. Thì vì chúng ta có một cái chu kỳ nó tăng trưởng quá mạnh trong những năm trước đó, thì tín dụng nó cứ phình lên, mọi người cứ cầm tài sản vào, cầm token vào, xong rồi vay ra, xong rồi lại tiếp tục luân chuyển và đẩy cái giá token lên đó. Thì tín dụng trong thị trường nó bị phình lên quá to, và đó là lý do tại sao mà những cái sự kiện gần đây á, nó mang tính chất domino. Là tại vì sao? Là tại vì tài sản người này cứ cho người kia vay, xong người kia vay lại cầm cho người khác vay các thứ, thì nó cứ luân chuyển như nhau như vậy, thì nó cứ xoay vòng, thì cái hiệu ứng domino này nó cũng một phần được giải thích bởi cái điều đó. Với những người mà còn ở lại sau trong thị trường sau sự kiện này và muốn move on, thật ra thì chính bản thân mình cũng phải question lại rất là nhiều thứ khi mà bọn mình là những người full time trong ngành, thì bọn mình trực tiếp trải qua những cái này. Và đúng là thời điểm hiện tại cũng là phải đặt câu hỏi rất là nhiều thứ về cái tính minh bạch. Thực ra thì mình từng thấy mọi người nói chuyện với nhau trên Twitter thì có người bảo là đây là cái lúc mà mọi người nên nghiêm túc nhìn nhận lại cái việc mà giao dịch on-chain. Thực ra nếu mà những giao dịch của giả sử nhé, giá như là những giao dịch của FTX và Alameda giao dịch on-chain á, thì tất cả mọi người ai đó sẽ phát hiện ra cái có gì đó không ổn ở đây trước khi mà cái con số đấy lên đến hàng tỷ đô, và không thể nào mà quay đầu lại được nữa. Nhưng mà khi mà nó đưa lên sàn, đưa lên off-chain thì nó thành một cái lỗ đen rồi, không ai biết gì xảy ra trong đấy cả. Thì mình nghĩ là mình nghĩ cái nhận định nó hợp lý, tại vì mọi người thấy là những cái giao dịch của Alameda thì họ chú trọng là trả hết nợ ở trên on-chain trước. Đó là những cái dữ kiện như vậy, tức là việc mà họ trả nợ trên on-chain á, là vì một phần là họ sợ là cộng đồng có thể theo dõi được cái hoạt động đó, và họ chủ động là ok tôi trả hết nợ ở trên on-chain trước, và họ chủ động là giấu những cái phần nợ còn lại ở phía off-chain. Thì đó là những gì mà Alameda đã làm trong tuần vừa rồi, và nó cũng phần nào nói được là ok, nếu như mà mọi thứ nó diễn ra on-chain thì tốt quá, đúng không? Giống như là 3C, cái vụ của 3C thì on-chain thì nó chỉ là một phần thôi. Mọi người ký kết với nhau những cái deal OTC như thế nào thì cái đó nó rất là khó. Bản thân cái việc mà Binance hủy cái deal OTC với lại Alameda thì nó cũng một phần, mình nghĩ nó cũng một phần có một cái ý tích cực ở trong đó, tức là ok bây giờ không hạn chế những cái cửa sau như vậy, những cái backdoor như vậy, và có được những cái giao dịch on chain thì nó sẽ minh bạch hơn, và nó phần nào đó nó mang lại niềm tin cho người dùng nhiều hơn. Tại vì sau cái sự kiện này thì gần như là mọi người bị xói mòn niềm tin này. Và cái câu chuyện on chain đó thì nó lại nhắc lại chúng ta là cái thứ đầu tiên, cái thứ nguyên sơ, cái thứ genesis của crypto là Bitcoin, đúng không? Thì thực ra là giờ khi mà nghĩ lại thì cuối cùng lại ở quay lại vào một cái thứ mà chúng ta nói là cái giá trị cốt lõi của crypto là giao dịch on chain, là người bạn không thể tin một ai bất kỳ nhưng mà có thể tin tất cả mọi người. Thì nhưng mà sau 13 năm phát triển của thị trường thì chúng ta lại đi vào cái lối mòn cũ, cái lối mòn của ngân hàng, đúng không? Khi mà những người có tiền, những cái quỹ đầu tư, những cái người có nhiều thông tin hơn, người ta hành động
dựa trên lợi ích của người ta và người ta giấu biệt cái chuyện đấy đi. Và khi mà rủi ro đến một cái mức mà người ta không thể nào kiểm soát được nữa rồi á, thì tất cả mọi người sẽ phải cùng chia lại cái thiệt hại đấy. thực ra thì nếu mà nói là crypto blockchain rồi nó sẽ đi vào cái điểm nghẽn tập quyền và của những người có nhiều tiền đấy, thì có thể ở tính đến thời điểm hiện tại ấy, thì mình nghĩ là nó vẫn như vậy, bởi vì các cái nền tảng blockchain ấy, nếu mà nói là ok chúng ta bring hết lên on-chain thì không thể xử lý được. Tại vì hạ tầng on-chain bây giờ nó như anh em biết là nó không nó gặp rất là nhiều bài toán đúng không? Tam đề rồi các thứ rồi nó không thể xử lý được một khối lượng giao dịch quá lớn với cái tốc độ nhanh được, nên là cái việc mà chúng ta bê hết lên on-chain để minh bạch hóa và không còn phụ thuộc vào những cái tổ chức hoặc là những cái người quyền lực và dẫn đến những cái hậu quả như hiện tại thì ở ở ở thời điểm hiện tại chúng ta không làm được điều đó. Tuy nhiên là thôi thì chắc là sẽ nói một cách nó hơi hobby ôm một xíu đi, tức là chúng ta vẫn vẫn có thể tin là khi mà mọi thứ nó hồi phục trở lại và những cái hạ tầng nó có sự phát triển thì chúng ta có thể tin là mọi thứ nó sẽ quay trở lại như cũ, nó vẫn sẽ quay trở lại đúng cái lộ trình phát triển. Còn còn việc mà ở thời điểm hiện tại đúng là mọi thứ rất tệ, thực sự là rất tệ, và mọi thứ nó cứ mình cảm giác như mọi thứ nó đang lặp lại á, tức là thị trường kiểu như học những bài học đã cũ rồi, tức là từ Luna học tới 3C và bây giờ chúng ta học tới một cái bài học mới, thì cảm giác như là mọi thứ nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà thì nói gì thì nói thì nó cũng là một cái những cái vấn đề, những cái rào cản ở trong cái quá trình phát triển thôi. Và chúng ta nếu như mà vẫn tin là các cái lập trình viên, các cái đội ngũ phát triển họ vẫn dồn sức vào để build một cái hạ tầng, một cái hệ thống gì đó mà nó giải quyết được những bài toán, những cái điểm nghẽn về khối lượng, thì chúng ta có thể bê lên on-chain các thứ, thì nó sẽ là một cái viễn cảnh đáng chờ đợi hơn. Tất nhiên là từ giờ đến đó thì bao nhiêu năm thì chúng ta không thể nói được, tại vì nó là một câu chuyện rất dài đúng không? Thật ra là như mình nói đó, thị trường crypto chắc phải mất vài năm mới có thể gượng dậy được từ sau cái cái quả bom này. Thực ra là mà quả bom của FTX ấy, nó rơi vào đúng cái lúc mà thị trường nó đang yếu nhất, khi mà khủng hoảng cái vụ khủng hoảng của Luna là đã khủng khiếp lắm rồi, nhưng mà cái vụ của FTX nó bồi thêm một quả nữa. Và khi mà trước mặt chúng ta tất cả mọi người đều đang nói là ở kinh tế thế giới, kinh tế toàn cầu sắp bước vào một cái thời kỳ khủng hoảng mới, một thời kỳ suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng kinh tế, nhưng mà chắc chắn nó sẽ còn tệ hơn nữa. Và khi mà khủng hoảng đến á, thì chắc chắn là mọi người sẽ không muốn rủi ro, đúng không? Mọi người sẽ không muốn take risk nữa. Mà khi mà nhìn vào một cái năm 2022 của thị trường crypto như vậy á, thì cái risk đó nó quá nhiều, quá khủng khiếp để mà một người bình thường có thể chịu được. Và chắc là người ta sẽ không còn mặn mà gì với crypto nữa, ít nhất là cho đến vài năm nữa. Nhưng mà thực ra thì nếu như mà nhìn ở khía cạnh tích cực thì mình nghĩ thế này, tức là nếu như mà cái quả bom này mà nó không nổ thì hiện tại á, mà nó được bơm lên một cái kích thước khổng lồ hơn và nó nổ một cái thời điểm trong tương lai thì có thể mọi thứ nó sẽ tồi tệ hơn rất nhiều đúng không? Thì việc mà một cái quả bom như vậy mà nó nổ ở thời điểm hiện tại thì nó cũng là một cái đợt thanh lọc, mình nghĩ nó cũng có cái yếu tố healthy của nó cũng có cái yếu tố tích cực của nó ở thời điểm hiện tại. Thì thì nói đi nói lại thì vẫn đâu đó sẽ có những cái hai mặt của một 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 cái vấn đề, một cái sự kiện, thì đâu đó vẫn có một xíu hopium sau cái sự kiện này. Thì nhưng mà mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì chỉ cần những cái trụ cuối cùng, những cái quân domino cuối cùng nó vẫn có thể đứng vững thì có thể cái chuỗi sự kiện này nó sẽ dừng lại. Còn Thực ra thì mình khá là admire, mình khá là ngưỡng mộ cái sự tích cực của Nguyên. thực ra ok thực ra mọi người đừng hiểu nhầm, tức là
mình đừng đừng bảo là ok mình kiểu bị overhype với lại cái thị trường á, nhưng mà mình optimistic, nhưng mà mình vẫn phải liên tục theo dõi những cái thông tin cũng như là cập nhật những cái diễn biến của thị trường, tại vì nói gì thì nói thì mình cũng phải nhìn vào cái hiện trạng đúng không, chứ mình cũng không thể nào mà hype là kêu là bảo giờ này thị trường nó đang tốt lắm thì nó không phải là một cái cách tiếp cận đúng. Tức là mình vẫn giữ được những cái mình zoom to cái bức tranh ra, nhưng mà mình vẫn giữ được những cái sự gọi là mình sát sao và mình theo dõi những cái sự kiện hiện tại đó. Nếu mà nó thực sự là có những tác động tiêu cực thì mình cũng phải có những cái cách phản ứng nó phù hợp, chứ cũng không phải là over optimistic, tức là mình bị hưng phấn quá thì nó cũng không hợp lý. Đến tận lúc này thì những con domino vẫn đang tiếp tục rơi xuống thôi. Mình biết là mọi người không ít thì nhiều, mọi người đang nghe podcast này cũng chịu nhiều thiệt hại từ FTX. Và thực ra thì những gì bọn mình có thể làm là bọn mình sẽ tiếp tục update cho mọi người tất cả những cái thông tin để mọi người có thể đưa ra quyết định. Nhưng mà mọi người hãy nhớ là vẫn cứ do your research và cứ tiếp nhận thông tin thôi, nhưng mà hãy verify lại theo cái hiểu biết của mình. Và cơ sở 8 thì bọn mình vẫn sẽ ở đây, tất nhiên là bọn mình vẫn sẽ cập nhật thông tin cho mọi người. Và hy vọng là cái thiệt hại của khủng hoảng này nó sẽ dừng ở đây thôi. Bọn mình cũng không muốn là nó tiếp tục kéo dài nữa. Nhưng mà anyway thì cái đó thì sẽ để tương lai trả lời. Thực ra bọn mình cũng không biết được là 24 giờ tiếp theo thì cái gì nó sẽ xảy ra đâu. Nên là tại vì ban đầu bọn mình tính á, là thu cái này cũng sớm sớm á, nhưng mà với cái sự chuyển động mà kinh khủng của thị trường tuần vừa rồi thì bọn mình cũng phải liên tục là phải dời cái lịch thu podcast, tại vì bọn mình thực sự là sợ là sau khi thu xong 24 tiếng tiếp theo nó có một cái plot twist hoặc là một cái gì đó nó cực kỳ kinh khủng đó thì giờ thì hy vọng là không còn gì bất ngờ có thể xảy ra được nữa. Thì nhưng mà vẫn phải gọi là chú tâm đúng không, tức là không thể nào chủ quan được, tại vì market nó hoạt động 24/7 mà. Rồi thì chắc là tập tuần này nó cũng dài rồi và nó mang tính chất là nó hơi reflection. Hy vọng là nó sẽ đâu đó mang lại một vài giá trị cho anh em đang nghe podcast. Ok, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của DeFi Discussion, và hy vọng tất cả chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau ở đây trong thị trường này. Okay, tạm biệt các bạn. Cảm ơn anh em một lần nữa.